Ngày 11 tháng 9, tòa gia đình và người chưa thành niên thuộc Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử 94 bị cáo trong vụ băng áo cam hỗn chiến xảy ra tại quán Ốc Hương, quận Bình Tân. Trong đó, Mai Nguyễn Xuân Thành, sinh năm 1996, ngụ Bình Tân, và 17 bị cáo bị truy tố về tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Hồ Chí Linh, sinh năm 1993, ngụ Kiên Giang, và 73 bị cáo bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Phạm Anh Kiệt, sinh năm 2004, Đào Minh Thiện, sinh năm 2004, Lê Tuấn Kiệt, sinh năm 2005, bị truy tố về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, tối ngày 5 tháng 6 năm 2020, nhóm của Xuân Thành đã chuẩn bị hai xe ba gác chở hung khí, cùng đồng phục áo màu cam để dễ nhận diện người trong nhóm, rồi kéo đến quán Ốc Hương, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, tập trung gây náo loạn cả đoạn đường. Lúc này, anh Lâm Thành Long đang ngồi ăn trong quán, cầm điện thoại lên nghe, thì nhóm áo cam tưởng anh Long quay phim nên xông vào chém anh này gây thương tích 35%. Cùng thời điểm này, nhóm của Hồ Chí Linh tụ tập đông người, cầm hung khí, chạy xe gây náo loạn để thị uy và tìm nhóm của Xuân Thành thanh toán, nhưng trên đường đi thì bị cảnh sát trấn áp. Dự kiến phiên tòa xét xử đến ngày 14 tháng 9.